anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em. Trước mặt quý vị và các bác đây đang là những cái đôi loa siêu chép. Những đôi loa siêu chép các bạn nhá. Những đôi loa siêu chép mà đáng mua nhất của năm 2020. Đấy. Và bây giờ em sẽ giới thiệu một loạt cho quý vị và các bác từ phải qua trái các bạn nhá. Đầu tiên nhất, đây chính là những đôi loa Bô SA7 400W và 8 ohm, được sản xuất tại Mexico và theo công nghệ và tiêu chuẩn của California, Mỹ. Và nó có cả số series sản xuất các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo là một Embo nữa. Và Embo này sorry các bác, em chưa báo giá. Đôi Bô SA7 này nó có giá là 2.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Đấy. Và đây là những Embo AT30. Bô AT30 này thì nó có một siêu chép màng titan, một siêu chép màng thạch anh, siêu chép thạch anh các bạn nhá. Sorry các bạn, một siêu chép thạch anh ở phía trên này. Màng thạch anh. Đấy. Như quý vị và các bác có thể thấy là siêu chép thạch anh thì nó đánh cái tiếng của nó rất là hay rồi. Cái tiếng của nó đánh lên cái giải nó rất là cao và nó không gây cho chúng ta chói tai. Đấy, không gây cho chúng ta chói tai mà nó đánh từ giải 20k đổ lên. Đấy, cái tiếng của nó rất là phê luôn. Giá 1.700.000 để em nó lên xe các bác nhá. Giá 1.700.000 để em nó lên xe. Và tiếp theo đó chính là một em JBL ST200 mạ vàng. Đấy, mạ vàng. Và cái dòng JBL ST200 này thì gần như là nó đánh được hết tất cả những dòng loa như bát 2 tấc trở lên đến bát 4 tấc các bạn nhé. Đấy, nó đánh thoải mái luôn. Và công suất của nó là 400W và trở kháng là 8 ohm. Nó đánh giải từ 16k lên đến giải 30k. Đấy. Giá của nó là 2.200.000. 2.200.000 các bạn nhé. Đấy, chính là em mạ vàng này. Và cái em tiếp theo cũng là em JBL ST200 mặt cười này thì em này có giá là 2.500.000. Đấy, 2.500.000 và em này nó chính là siêu chép phong thủy các bạn nhé. Đấy. Bác nào mà sở hữu cái đôi loa siêu chép này thì các bác cũng thì gia đình nhà các bác luôn luôn tươi cười, vui vẻ, hạnh phúc. Giá 2.500.000 để em nó lên xe về với các bác nhé. Đấy. Và tiếp theo là em Pioneer X200. Pioneer X200 màu này là màu cánh gián. Đấy, màu cánh gián này thì vân gỗ của nó còn nguyên si các bác nhá. Vân gỗ nó còn nguyên si và nó có giá là 1.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Đấy. Và tiếp theo là Embo. Embo này thì nó 200W và trở kháng là 8 ohm. Ở đằng sau đây thì nó có hai tụ điện này, một cuộn cản đồng này. Đấy, Mazda InVesta nhé. 750.000 đồng để em nó lên xe các bác nhé, 200W. Vâng, và em này thì cũng là em Pioneer X200. Pioneer X200 này thì nó màu cà phê các bác nhé. Đấy, màu cà phê. Màu cà phê và nó cũng là 1.500.000 đồng, đã bao gồm phí lên xe ạ. 200W các bạn nhé, 200W và trở kháng là 8 ohm ạ.
Còn đây là cái dòng JBL ST200 mà bản xuất châu Âu các bác nhé. Bản xuất châu Âu 2 triệu 200 nghìn đồng đã bao gồm phí vận chuyển 400W và 8 ohm. Đấy, 400W và 8 ohm. 2 triệu 2 đã bao gồm phí vận chuyển. Còn em này là em nó cực kỳ là cao cấp. Em này thì nó có phân tần kín bên trong, nó có phân tần tách lọc âm các bác nhá. Tiếng của nó thì nó trong trẻo như là pha lê luôn. Riêng cái đôi này và cái đôi này, đôi này giá niêm yết của nó là 3 triệu 600 nghìn. Và nó chính là JBL ST200 EU các bác nhá, bản xuất EU. Vâng, các bác nhìn có thể thấy là nó na ná giống JBL ST200 thường nhá. Đấy, JBL ST200 thường nhìn nó gần na ná nhau, nhưng mà các bác có thể nhìn và so sánh phân biệt nó đây. Cái họng kèn của nó là nó nhọn hơn này. Đấy, cái quả lưu đạn của nó nhọn hơn, cái này nó tù hơn. Và trước đây nó có cái vành, ở đây thì nó không có luôn nhá, nó trơn trượt luôn, như là cái phễu luôn. Nó đánh ra cái tiếng của nó phê đừng hỏi luôn. Đấy, trong trẻo như pha lê luôn các bác ạ. 3 triệu 600 nghìn đồng và hiện tại bên em, công ty bên em đang, dòng sản phẩm này công ty bên em đang có trợ giá, cho nên là nó có giá là 3 triệu 200 nghìn đồng. Đã bao gồm phí lăn bánh và phí trước bạ các bác nhá. Đấy. 400W các bác nhá. 400W và trở kháng là 8 ohm. Tiếng nó hay thôi rồi luôn. Đây là cái dòng bô SA5 các bác nhá. Bô SA5 và chuyên đánh những cái phòng dài. Chuyên đánh những cái phòng dài. Độ phóng của nó rất là mạnh. Và các bác có thể nhìn thấy cái quả nhót này của nó rất là bé. Đấy, rất là bé, nhưng mà ở đây nó trộm lại, tiếng nó phóng ra cực kỳ là đỉnh luôn. Quá hay luôn. Từ neo các bác nhá. Con này là con từ neo luôn. Từ neo và nó có giá là 2 triệu rưỡi đã bao gồm phí vận chuyển. Còn đây là các bác cũng không lạ gì rồi, đây chính là JBL ST200 thường, giá 2 triệu 200 nghìn đồng. Hai bản này là nó giống nhau, nó chỉ khác nhau ở bộ vỏ thôi. Và nó đều là 400W và trở kháng là 8 ohm. Đấy, còn em này thì nó sẽ là em JBL ST200 Plus các bác nhá. Plus, có nhiều bác đọc là Plus. Đấy. Vâng, đôi này thì các bác có thể nhìn thấy nó có cái sự khác biệt nhé. Những cái đôi loa khác thì nó được vuông thùng góc cạnh, được bắn ốc vuông thùng góc cạnh riêng. Còn cái đôi kia thì trên dưới phải trái các bác nhé. Đấy. Và nó có giá là 1 triệu 900 nghìn đồng ạ. 1 triệu 900 nghìn đồng đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. JBL ST200 Plus. Vâng, và em vừa giới thiệu qua những cái cặp siêu chép đáng mua nhất của năm 2020. Rẻ nhất là 750.000, đắt nhất là 3 triệu 2. Đắt nhất là 3 triệu 2. Và toàn bộ những cái sản phẩm em đã báo giá thì đã bao gồm phí vận chuyển. Đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Và những đôi loa siêu chép này nó chuyên trị những cái đôi loa mà nó bị yếu chép, nó bị thiếu chép, những đôi loa nó hay bị chết chép. Đấy. Và những cái đôi loa này các bác mua về các bác còn có thể trưng bày nữa. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về ngay về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Bây giờ em xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.